Hello các bạn, hôm nay Thomas đã chuẩn bị một cái video mới để mà giúp các bạn phát âm cái chữ E Thomas thấy rằng là nhiều học viên có cái vấn đề đó Và Thomas cũng muốn chia sẻ cái cách phát âm nếu mà mọi người ghép cái E với D, B, E và T, T, R Alles là Do, để mà phát âm cái E này rõ, mọi người phải phát âm nó trong cổ Nhưng mà nó không phải là mạnh giống như nhiều người khác nói đâu, nó không phải là đâu nó nhẹ hơn một chút nhưng mà nó nằm ở trong cổ để mà luyện tập cái phần đó tôi mọi khuyên mọi người xúc miệng như thế mọi người có thể luyện tập cái g ở trong cổ được nhá g rot 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 ok nó phải rung ở trong cổ để mà phát âm b e, rõ hơn thì mọi người phải phân nó ra Tôi mọi như thế là cái cách dễ nhất nhá cái thứ nhất là bờ nhá bờ 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 b bờ b bờ ok mọi người đi nhanh hơn nhá bờ 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 nó trong miệng và sau đó nó nằm ở trong cổ bờ ok zum Beispiel breit breit ok và e là cũng giống như thế thôi mọi người phát âm cái th thở nhá

nếu mà các bạn còn có câu hỏi gì nữa thì cứ thả cái comment ở dưới và Thomas sẽ chuẩn bị một cái video mới để mà giúp các bạn phát âm tốt hơn. All the best. À, đừng có quên, hãy like và follow cái channel này để mà uh, yeah, để mà theo dõi các cái video khác nữa nhé. Peace out.